Chào các bạn, bữa hôm nay hai vợ chồng lại mới đi làm về nữa. Hello mọi người. Thì bữa nay ngoài trời rất là lạnh các bạn, tại vì ngày mai nhiệt độ nó sẽ xuống là âm 6 độ F. Âm 6 độ F có nghĩa là dưới 0 độ C. Các bạn biết không? Âm 6 độ F có nghĩa là dưới 0 độ C. Thì nếu mà lạnh như vậy thì ra ngoài á các bạn sẽ bị đông máu. Các bạn biết đông máu là cái gì không? Có nghĩa là khi mà các bạn ra đường á, nó nói chung là cái gì nó cũng teo lại chứ á, bởi vì mình không có thể đi đâu được. Thì bữa hôm nay mình đang mua gà gán KFC các bạn. Mình đang mua bằng cái cửa hàng là Try2, có nghĩa là mình ngồi ở trong xe, mình sẽ chạy tới cái cửa này và mình đặt gà và mình sẽ đợi nó đem ra, mình không cần phải đi vô cửa hàng. Tại vì nếu mà mình đi ra quay ngoài đường nó sẽ lạnh, mình ngồi ở trong xe này thì nó sẽ ấm hơn. Tại vì trong xe này nó có máy sưởi các bạn. Thì bây giờ mình đã khôn rồi, mùa đông mình xài máy sưởi chứ mình mùa đông mình không xài máy lạnh nữa các bạn. Hồi xưa thì mùa đông mình xài máy lạnh, mùa hè mình xài máy sưởi, bây giờ mùa đông mình xài máy sưởi các bạn. Bây giờ mình sẽ đợi cái cô nhân viên cổ đem gà ra các bạn nhé, và mình sẽ đi review gà KFC như thế nào. Thì ở bên Mỹ này á, khi mà các bạn đi mua gà, các bạn có thể đậu ở ngay cửa này và người ta sẽ đem ra cho các bạn không cần phải đi vô, nó đã lắm các bạn ơi. Bây giờ mình ngồi ở đây thôi, thì mình sẽ đặt hàng qua cái lo, mình sẽ nói là mình cần bao nhiêu cánh gà, bao nhiêu cái gì, và mình sẽ trả bằng cái thẻ ở ngoài đây luôn, mình không cần bước xuống xe luôn, nó rất là tiện lại. Tại vì nhiều khi mà trời lạnh mà các bạn phải tắt máy, các bạn phải đi bộ vô xe giống như cái anh đó đó, thấy không? Đó, đi bộ vô xe rồi lát nữa các bạn phải đi ga. Thì khi mà các bạn đi ga thì xe nó rất là lạnh và nó làm cho các bạn rất là chán các bạn. Tại trời bữa nay rất là lạnh luôn. Ok, nó không phải là lạnh bình thường mà nó rất là lạnh luôn. Thank you. Have a good day. Ok các bạn ơi, thì bây giờ gà đã mua xong rồi thì cái nhiệm vụ của mình sẽ là đi về thôi. Thơm phân phất luôn. Ok. Thì ok các bạn ơi, thì sau hơn nửa tiếng mình đi lái xe về nhà rồi, các bạn thấy không, đi mua gà mà cũng nửa tiếng đồng hồ. Thì cái thùng này là khoảng 12 cục gà, 12 cục gà, và nó cho mình hai hộp gọi là mashed potato, có nghĩa là khoai lang nhào đó các bạn. Mình rất là thích ăn khoai lang nhào. Và một cái hộp gọi là coleslaw, có nghĩa là rau cải salad trộn đó. Cái video, cái channel của mình là review món ăn của Mỹ và nói về cái văn hóa. Mà bữa hôm nay mình sẽ kể về các bạn nghe cái món ăn KFC này nó có ý nghĩa gì các bạn nhé. Anh có để cái rau vị cho em không? Thì mình mua một cái phần này, nó gọi là family dinner, có nghĩa là một cái phần family dinner là nó bao gồm cái này. Nó cho mình một hộp bánh mì biscuit, gồm 6 cục bánh mì biscuit. Là đây là cái bánh mì của nó đây các bạn. Ok, 6 cái bánh mì, 2 hũ khoai tây nhào, 2 hũ gravy và một hũ cải coleslaw và gà. Ok, bây giờ thì mình sẽ ăn gà và mình sẽ chấm với lại nước chấm này, và mình sẽ kể cho các bạn nghe cái ý nghĩa đằng sau cái chữ KFC này là cái gì. Để ăn cái này nó bụng quá. Bây giờ mình sẽ ăn với lại mashed potato với lại gravy trước nha các bạn. Gravy là cái nước màu đen đen nè, cái giống như là cái nước chấm của cái bột vậy đó. Mình rất là thích ăn cái nước gravy này tại vì nó rất là ngon. Khi mà mình mới qua Mỹ á các bạn, mình ăn không được. Tại vì cái nước này khi mà những cái người nào mà mới qua Mỹ á ăn rất là lạ, họ ăn không được. Bây giờ các bạn ăn là ghiền luôn á. Bây giờ các bạn múc một miếng khoai tây, xong các bạn chấm với một miếng gravy. Ăn rất là ngon. Đó. Còn ở đây là cải. Nếu mà các bạn nào ăn gà không ngán quá thì có thể ăn cái cải. Người Mỹ á, khi mà họ ăn cơm á, họ không có ăn súp giống như mình, bạn họ không có ăn canh. Họ chỉ ăn cải salad thôi để cho nó đỡ ngán. Thì bây giờ mỗi một bữa tối người Mỹ họ sẽ ăn như vậy. Họ sẽ ăn một bánh biscuit. Không họ chấm như cái vị cũng được nữa. Rất là ngon các bạn ơi, rất là ngon. Vậy họ ăn gà. Thì có nhiều bạn khi mà họ thấy mình ăn gà, họ nói là
Anh ơi sao dùng tay bất lịch sự quá, anh ơi sao ăn không dùng muỗng. Các bạn biết không, khi mà mình qua bên Mỹ á, 15 năm nay rồi, khi mà mình sống ở nước Mỹ á, khi mà mình đi vô cửa hàng gà hay là đi đâu cũng vậy, đa số khi mà mình gặp người Mỹ á, họ ăn gà, họ đều ăn như vậy. Đa số người Mỹ họ đều ăn vậy, tại vì á, họ ăn như vậy họ mới thấy ngon. Trong khi đó người Việt Nam của mình á, khi mà họ thấy người ta ăn á, họ lại ý kiến cò, họ nói là trời ơi ăn gà sao lại ăn cái gì bất lịch sự quá, chẳng lẽ bây giờ ăn gà phải lấy cái muỗng, phải lấy đũa gấp, ăn gà như vậy mới lịch sự, phải ăn gà mới lịch sự sao? No, mình phải ăn sao mà mình thấy ngon là được. Có nhiều bạn khi mà họ ăn á, họ câu nệ quá cũng không ngon nữa. Ok, thì bữa hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Về cái miếng gà gán KFC này, ok. Chấm với lại cái này. Giá trị nước chấm người ta có honey mustard, có ranch, có tương ương cái giò. Thì thường thường á, mình ăn gà mình sẽ chấm với lại cái nước ranch hay là honey mustard. Nhưng mà bữa nay mình chơi thêm là tương xí muội của mình nữa, với lại tương đen nữa để mình chấm coi nó có gì ngon các bạn nhé. Và mình có rong biển nữa. Ăn cái gì đó, các bạn mới được thưởng thức hết những cái thứ này ngon như thế nào. Ok, thì có nhiều bạn đã biết rồi nhưng mà có nhiều bạn vẫn chưa biết. Cái chữ KFC này có nghĩa là gì? KFC có nghĩa là Kentucky Fried Chicken. Đây là cái món gà nổi tiếng của tiểu bang Kentucky. Thì quay lại mấy trăm năm về trước, khi mà cái món gà này chưa ra đời đó các bạn biết không? Thì có một cái ông già là ông già này nè. Thì cái ông già này sau khi mà đi lính cho Mỹ á, thì về hưu các bạn. Thì các bạn biết rồi, khi mà cái tuổi đã già rồi thì về hưu rồi thì chỉ hưởng phước con cháu thôi chứ làm cái gì nữa. Bây giờ đã già rồi thì về hưu chờ chết thôi các bạn. Nhưng mà ở bên Mỹ này nó rất là buồn khi mà những cái người già mà họ đi lính á, họ về á thì con cái của họ đã lớn hết rồi và họ cũng đã có gia đình rồi đó. Thực sự con cái của họ cũng không có nuôi được họ giống như là họ mong đợi các bạn, thì họ phải tự sống thôi. Thì hai vợ chồng ông già này khi mà về á, họ mới sống rất là cực khổ, tại vì sau khi đi lính về là thành cựu chiến binh các bạn. Thì hàng ngày hai vợ chồng ông già này mới chiên những cái cục gà đi bán và bỏ mối cho những nhà hàng. Thì những cái ngày đầu tiên đi bán những cục gà này nó rất là gian khổ bạn, không ai mua. Cho nên là bây giờ các bạn tưởng tượng coi, một người già mà cầm từng miếng gà đi bán cho nhà hàng thì đâu có ai mua đâu, nhà hàng là sang trọng. Thì trải qua suốt mười mấy ngày, mười mấy tháng và mười mấy năm như vậy thì cái món gà KFC này nó mới chính thức được vô nhà hàng và nó trở thành món ngon khắp thế giới. Bởi vì các bạn mới có gà rán KFC đang nha. Thì cái câu chuyện này nó dạy cho chúng ta là khi mà các bạn làm cái gì á, các bạn cũng bắt đầu bằng sự khó khăn hết á. Để được cái thành công ngày hôm nay, các bạn phải trải qua vô vàn khó khăn. Nếu mà hồi xưa cái ông già đó không có bưng cái dĩa gà này đi bán khắp nơi trên đường phố của cái tiểu bang Kentucky đó, thì sẽ không có cái món gà rán nổi tiếng cho mình ăn bữa ngày hôm nay các bạn nhé. Tại vì cái món đó nó sẽ không có ra đời. Thì phải có cái người nào chịu cực chịu khổ đi bán từng cái miếng gà này và tạo lên một cái thương hiệu đó. Có nhiều bạn trẻ khi mà họ ăn cái này họ nói là ô cái món gà gán KFC này nổi tiếng quá, được không? Nhưng mà họ không biết là vì sao nó nổi tiếng. Họ không biết vì sao cái món gà này nó nổi tiếng các bạn. Thì để khi mà mình qua bên Mỹ các bạn biết không, có nhiều người á, họ kể cho mình nghe những câu chuyện, những người đó những người thầy của mình, họ kể cho mình nghe là cái câu chuyện về cái gà gán KFC á, nó có rất là nhiều ý nghĩa.
cái người thứ nhất á là nó nói cho các bạn là khi mà các bạn làm cái gì á, chỉ cần các bạn có đam mê á là các bạn sẽ có thành công. Ví dụ giống như ông già nè, ông đi bán gà. Thứ nhất á là ông chỉ muốn kiếm tiền sống qua ngày thôi, nhưng mà càng ngày thì càng có nhiều người thích cái món gà gán của ông. Và ông đã mượn tiền ngân hàng, ông phải đi vay tiền ngân hàng để ông mở một cái cửa hàng KFC đầu tiên. Và từ một cái cửa hàng ông sẽ làm nên 2 cái cửa hàng và 3 cái cửa hàng và 4 cái cửa hàng, và rốt cuộc là ông sẽ mở khắp thế giới luôn. Và cái thành công đó quá quá là, các bạn biết không, ông đã trở thành tỷ phú Mỹ ở cái tuổi là trên 60 tuổi. Cái tuổi đó là rất là hiếm người ta thành công các bạn, cái tuổi là người ta lo là hưởng phước rồi, nhưng mà cái tuổi đó ông này ông mới lập nghiệp thôi. Bởi vì người ta mới nói là thành công á nó không bao giờ dừng lại ở cái tuổi nào cả, chỉ cần các bạn có đam mê là các bạn sẽ thành công. Thì nước Mỹ là một đất nước của cơ hội, khi mà ai qua Mỹ ai cũng muốn làm giàu các bạn. Bởi vì người ta khi mà qua Mỹ người ta thấy những cái tấm gương giống như là KFC nè, hay là tỷ phú Bill Gates nè, họ học theo. Bởi vì nước Mỹ lúc nào cũng có cạnh tranh và lúc nào cũng phải có tên, giống như là tranh giành cạnh tranh, phải là cạnh tranh mới có tiến bộ các bạn nhé. Thì bữa hôm nay nếu mà những người nào mà vẫn chưa thành công trên cái con đường họ đi đó, thì hãy cố gắng lên đi, biết đâu được một ngày đó các bạn sẽ thành công. Thì các bạn hãy lấy tấm gương của cái ông già này nào, thấy không? Ông đã già rồi mà ông vẫn cố gắng, ông bán và ông đã cho thành tỷ phú. Ông chết chưa? Không chết đâu rồi. Đó. Nhưng mà các bạn biết không, hồi xưa khi mà lúc mình mới ở Mỹ á, cái món gà này á nó rất là ngon. Nhưng mà dạo này cái món gà này nó bị xuống chất lượng, nó không có ngon như hồi xưa mình ăn nữa các bạn. Không ngon như hồi xưa nữa. Tại vì các bạn biết không, khi mà các bạn mở cái gì giao diện á, sẽ có người thích các bạn và có người ghét bạn. Chẳng hạn như là các bạn làm YouTube cũng vậy, sẽ có người thích các bạn và có người ghét các bạn. Thì cái chỗ bán gà gán này cũng vậy, khi mà họ mở ra cái tiệm bán gà gán á, thì dĩ nhiên là sẽ có người thích họ và có người ghét họ. Thì những cái người mà ghét họ đó, họ sẽ thuê những cái nhà báo hay là những cái giống như là báo lá cải đó, để mà viết những cái tin bậy bạ để mà dìm hàng cái này. Thì các bạn biết không, để được những miếng cái thịt gà béo bở và chắc thịt như vậy, thì cái hãng KFC đó, họ phải cho những con gà đó ăn thuốc gọi là antibiotic, giống như là thuốc kháng sinh gì đó, để những con gà nó lên thịt, gọi là gà siêu thịt đó. Oh yeah. Thì những cái nhà báo đó họ mới đi săn lùng và họ mới viết lên là, các bạn biết không, ở bên Mỹ là tự do ngôn luận các bạn nha, thì những cái nhà báo này họ được quyền viết bất cứ cái gì, họ không bị kiện các bạn. Thì những cái nhà báo này họ mới viết lên mạng, lên những tờ báo là đừng cho những con gà này ăn những cái viên thuốc đó nữa. Tại vì các bạn biết không, khi mà những con gà mà nó ăn những viên thuốc này thì cái chất lượng thịt nó rất là bự. Và khi mà những cái người mình ăn, các bạn biết người Mỹ đa số là họ thích ăn gà KFC và các bạn cũng vậy, thì nó sẽ làm cho cơ thể của mình bự theo. Các bạn thấy những đứa trẻ nó bự không? Thì tại vì theo chuyên gia nghiên cứu là tại vì tụi nó ăn gà KFC nhiều quá, thì trong đây nó có những cái lượng thuốc kháng sinh, nó làm cho cơ thể con người nó phát triển bự hơn. Nhưng mà các bạn có biết không, khi mà cơ thể con người mà nó phát triển bự quá đó, nó giống như là con người hồi xưa nó không có bự như vậy, mà bây giờ các bạn thấy những cái đứa bé bây giờ tụi nó bự ghê không, thì cái lượng xương trong cơ thể nó không có chắc như là lượng xương của những đứa bé hồi xưa. Những đứa bé hồi xưa tụi nó ăn những cái con gà bình thường á, thì cái cơ thể nó rất là chắc và khỏe mạnh. Nhưng mà những cái đứa bé mà tụi nó lớn lên và tụi nó cứ ăn gà gán, ăn những cái con gà siêu thịt này hoài đó, thì cái cơ thể của tụi nó rất là yếu các bạn, giống như là cái sức đề kháng của nó không có mạnh như những cái đứa trẻ hồi xưa, mà người ta hay gọi là ở dơ sống lâu đó. Thì những cái đứa trẻ bây giờ rất là dễ bị bệnh các bạn. Thì bởi vì những cái bài báo nó mới ra để nó dìm hàng cái công ty này, nó mới nói là công ty này hãy đừng cho những con gà ăn thuốc kháng sinh nữa, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Thì khi mà cái bài báo nó ra khắp nơi trên nước Mỹ đó, thì cái doanh thu của cái hãng này nó đi xuống các bạn. Thì cái hãng này nó càng ngày càng tụt dốc.
thì dĩ nhiên là làm ăn mà phải lên xuống lên xuống các bạn nhé. Thì cái hãng này nó mới đi theo một cái chiến lược mới là những cái con gà siêu khỏe và siêu mạnh để mà đẩy cái thị trường lên. Các bạn thấy không, làm ăn là phải cạnh tranh rất là dữ dội. Để có được cái ngày hôm nay là các bạn phải rất là thông minh trên cái lĩnh vực thương trường và tình trường đó. Thì các bạn biết không, những cái con gà công nghiệp á, khi mà tụi nó nuôi theo một cái kiểu công nghiệp á, dĩ nhiên là tụi nó phải cho ăn thuốc bổ để những con gà nó siêu mập và siêu thịt. Thì nếu mà các bạn ngày nào mà các bạn cũng ăn những cái con gà siêu mập và siêu thịt này á, thì các cơ thể của các bạn tăng trưởng rất là nhanh đó. Giống như là các bạn uống sữa tăng chiều cao gì đó, họ sẽ bỏ vô những cái thức ăn mà giống như tăng chiều cao để kích thích chiều cao của các bạn. Thì trong miếng thịt gà này nó có cái đó, nó sẽ làm cho cái xương của các bạn phát triển rất là bự và các bạn rất là bự. So với những đứa trẻ mà cùng trang lứa đó thì các bạn gọi là siêu bự. Nhưng những đứa trẻ này đó, khi mà tụi nó bự quá, tụi nó rất là yếu, cái cơ thể rất là yếu bạn. Giống như là tụi nó bị sốt một cái thôi là tụi nó cũng có thể bị mất mạng đó. Các bạn có biết ở bên Mỹ này á, cái bệnh sốt đó là cái bệnh mà giết nhiều người trên thế giới. Bệnh sốt với bệnh cảm cúm á, mỗi một cái mùa mà mùa cảm cúm đó, thì những đứa bé bên Mỹ á, tụi nó bị sốt một ngày là có thể tụi nó sốt cao quá rồi và tụi nó chết các bạn. Cái này là sự thật. Thì người ta mới dựa theo cái đó, người ta mới tìm ra là cái nguyên nhân là cái sức đề kháng nó quá yếu. Nhưng mà cái đó là cái chuyện về sức khỏe thôi, còn cái chuyện ăn uống thì cái miếng gà vẫn ngon các bạn nhé. Bởi vì nhưng mà nó vẫn làm giảm cái doanh thu của cái hãng này. Ủa bây giờ nói cửa hàng của KFC rồi có ẩm luôn hay là ẩm franchise rồi? Thì mỗi khi mà mình ăn cái miếng gà KFC này á, mình có một cái điều rất là vui các bạn, mình sẽ kể các bạn nghe. Ok. Thì hồi có nhiều bạn nói là mà anh Nhân ơi, tại sao em thấy anh có nhiều tiền mà anh không đi làm từ thiện? Nói thật sự đó, nếu mà làm từ thiện mà quay á thì nó chẳng phải gọi là từ thiện đâu. Mình ghét nhất là ai làm từ thiện mà đi quay phim các bạn. Thì cái năm 2007 các bạn biết mình về Việt Nam. Thì lúc đó bạn của mình ở Việt Nam á, tụi nó mới tới khách sạn, tụi nó chở mình đi chơi. Thì tụi nó nói là KFC này ở bên Mỹ có không? Ở bên Việt Nam mới về. Thì bạn mình nó nói là KFC bên Việt Nam mới về, bây giờ KFC bên Việt Nam là nhiều người thích ăn lắm. Thì tụi nó không gọi là KFC các bạn, tụi nó gọi là gà gán. Thì bạn của mình nói là bây giờ gà gán ở bên Việt Nam là thịnh hành lắm, thì ở bên Mỹ là mình gọi là KFC, nhưng mà ở Việt Nam gọi là gà gán. Thì mình mới được tụi bạn mình chở đi ăn gà gán các bạn. Thì mình mới tới cửa hàng đó, mình mới thấy là ồ là KFC. Bạn mới nói ủa kia là KFC hả? Ok, gọi là gà gán. Anh sướng anh ăn trước em ở đây mình ăn. Các bạn biết không, thì vô trong gà gán lúc đó các bạn biết không, cái phần này mình mua là có 27 đô la, là khoảng 400 ngàn, nhưng mà bên Việt Nam mình mua một cái phần là 500 ngàn á, nó chỉ có một cục như vậy thôi nè, một cục như vậy và một cục nhỏ xíu thôi là 500 ngàn rồi, trong khi một phần như vậy nè, một phần như vậy chỉ có 400 ngàn thôi. Bên Mỹ là quá rẻ, bên Việt Nam thì quá mắc các bạn, tại vì gà nó nhập về thì hơi mắc các bạn nhé. Thì không sao. Thì sau khi mà mình với bạn mình vô ăn gà gán thì bữa đó đi đông lắm bạn, bữa đi mười mấy thằng luôn mà. Tại vì bạn học của mình lâu quá nó không gặp mình. Thì tụi nó kêu mình đãi tụi nó ăn gà gán các bạn, thì mình dẫn nó đi. Thì sau khi mình ăn xong rồi mình mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì mình mới thấy hai đứa bé nó ngồi ngoài nó nhìn mình ăn từ nãy giờ các bạn. Mình mới thấy rất là buồn. Giống như là khi mà ai mà nhìn mình ăn mình rất là buồn các bạn. Thì tụi bạn mình tụi nó nói là không sao đâu nhanh cứ ăn đi, tụi nó là mấy đứa bé với số không sao đâu. Thì mặc dù bạn của mình tụi nó nói là bình thường, ở Việt Nam này bình thường mấy đứa bé với số thì tụi nó ngồi ở đây, nhưng mà mình rất là buồn các bạn. Mình thấy là trời, tại sao mình ngồi đi ăn mà mấy đứa bé nó lại ngồi và nó nhìn mình ăn, mình rất là buồn các bạn. Thì mình mới quyết định là mình đứng lên và mình đi lại cái quầy đó, mình mua cho tụi nó một cái thùng như vậy.
Thì mình nhớ như in là bữa đó mình kêu cho tụi nó cái thùng đó là khoảng 1 triệu đồng, tức có nghĩa là 50 đô bên Mỹ các bạn. Thì hồi năm 2007 các bạn mua một cái thùng gà gác 1 triệu đồng, có nghĩa là cái thời đó cũng hơi mắc. Thì mình mới cầm cái thùng đó mình đem ra cho hai đứa bé nó ngồi ở ngoài sân các bạn, tại vì tụi nó đang mấy cái số, tụi nó không có được phép đi vô trong. Thì mình mới đưa cho tụi nó, mình nói là để anh đãi em ăn nghe. Thì mình mới đưa tụi nó về, tụi nó mới ngồi để tụi nó ăn. Mình thấy tụi nó ăn mình rất là buồn các bạn, giống như là mình ngồi ở trong đây, mình ngồi ăn máy lạnh, mình được nhân viên phục vụ, trong khi đó hai đứa bé tụi nó phải ngồi ngoài đường, tụi nó ăn ở cái trời nóng nóng nực các bạn, và bụi bặm. Nhưng mà trong lòng mình rất là vui, mặc dù cái phần đó chỉ là 1 triệu đồng thôi, đối với mình là không mắc lắm, nhưng mà đối với tụi nó có nghĩa là cái bữa ăn đó là có lẽ là thịnh soạn nhất trong cả đời của tụi nó. Tại vì đối với một người bán vé số á, một ngày họ lời được có khoảng là 200 ngàn thôi à, mà trong khi đó một cái thùng gà đó là cả triệu bạc rồi các bạn nghĩ coi. Thì có lẽ là cái đó là cái bữa ăn thịnh soạn nhất đối với hai em bé đó. Thì sau khi mà mình quay lại bạn á, thì mấy đứa bạn của mình nó nói là trời, Nhân đâu có cần mua đâu, ở Sài Gòn này nhiều đứa lắm, mua làm sao hết được. Cái Nhân nói là thay vì á, nếu mà Nhân không thấy á, thì không sao, nhưng bây giờ Nhân thấy tụi nó nhân không chịu được. Mặc dù á, Nhân không muốn làm việc thiện, nhưng mà giống như là nhiều khi Nhân vẫn phải làm việc thiện, các bạn hiểu không? Giống như bây giờ nếu mà Nhân cầm tiền Nhân đi phát cho người ta á, thì Nhân không làm được. Nhưng mà bây giờ nếu mà Nhân có tiền, Nhân sẽ mua cho đứa bé đó một cái bữa ăn, thì cái đó Nhân làm được các bạn. Tại vì có thể hai đứa bé đó nó thấy mình ngồi ở đây mình ăn gà rồi mình uống nước ngọt, mà tụi nó ngồi săn, tụi nó chắc tụi nó đói bụng lắm ha. Thì thôi kệ. Bởi vì mỗi lần mà mình ăn gà KFC mình mới nhớ lại cái kỷ niệm, cái chuyến đi Việt Nam đó. Cái chuyến đi Việt Nam đó rất là vui các bạn. Gặp ai vui? Không gặp ai. Thì mình mới về Việt Nam thì mình mới thấy như vậy. Bởi vì mình thấy á, cuộc đời này các bạn thấy không, khi mà mình thấy mình đó, mình như vậy nè, mình thấy cuộc sống mình rất là khổ bạn. Nhưng mà nhiều khi mình thấy có nhiều người họ còn khổ hơn mình đó. Bởi vì lúc nào mình cũng phải tận hưởng cái cuộc sống của mình đang có, là mình thấy vui rồi. Ok. Đang cẩn thận. À, cũng giống như các bạn, khi mà các bạn coi clip của mình vậy đó, không? Thay vì các bạn đưa cái tay các bạn bấm một nút like, và các bạn bấm một nút không like, nó cũng cách xa nhau một cái thôi. Mà tại sao các bạn lại không bấm nút like mà các bạn lại bấm nút nó không like? Không, nó chỉ cách xa một cái thôi, đó là như vậy. Thì mình thấy mình mới nói với mấy đứa bạn của mình đó, giống như mình cho mấy đứa bé đó một bữa ăn bữa hôm nay, nhưng mà mình không thể cho nó bữa ăn ngày hôm qua, mình không thể cho nó bữa ăn ngày tiếp theo, nhưng ít ra trong cái bữa ăn hôm nay á, mình thấy tụi nó đói mình cho tụi nó được thì cũng đã được rồi, bạn hiểu không? Bởi vì cuộc sống này á, có nhiều người họ hỏi mình là tại sao anh không làm việc thiện. Các bạn chưa có sống chung với mình ngày nào thì các bạn không biết mình có làm việc thiện hay không, đúng không? Bởi vì người ta nói á, có người á, đừng bao giờ nhìn họ ở bề ngoài các bạn, hãy nhìn họ ở bên trong. Không, bên trong không? Có nhiều người ở bề ngoài mà rất là đẹp, không, nhưng mà ở trong bụng nó toàn là dao găm không à. Có nhiều người ở ngoài mặt rất là xấu, nhưng mà ở trong bụng rất là trắng các bạn, trắng nõn đó. Tại vì cái giống như vậy đó, các bạn hiểu không? Mang cholesterol. Oh yeah. Thì sau khi mà mình qua bên Mỹ các bạn biết không, mình thật sự rất là nghèo các bạn. Thì mình đi ăn gà KFC thì có cái mình mới qua bên Mỹ cũng có một tháng là mình được dẫn đi ăn gà gán KFC các bạn. Thì lúc đó mình mới thấy là wow, cái ông này ông giỏi thiệt ha, ông đã 60 mấy tuổi rồi mà ông phải đi bán gà ở ngoài lề đường, và chỉ mấy năm sau thôi mà ông đã tạo lên một cái đế chế gọi là gà gán KFC. Thì mình còn trẻ mà mình không tạo được ra được cái sự nghiệp cho mình thì mình quả là một người thất bại các bạn. Nhưng mà cuối cuộc sau khi 15 năm ở Mỹ rồi, mình cũng đã tạo được một cái sự nghiệp vững vàng. Mặc dù nó không có hơn gì người ta, nhưng mà từ từ nó cũng sẽ hơn người ta thôi. Đó. Vì mình rất là hãnh diện. Ok.
Thì bây giờ mình sẽ đã kể xong cái chuyện KFC rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video và mình sẽ ăn gà gán tiếp nha các bạn. Có nhiều bạn khi mà coi clip mình đó, họ hay chơi này chơi nọ, giống như là giống như mình biết có nhiều bạn họ sẽ nói là ở cái thằng này, cái này gọi là gà gán mà nó cứ gọi là KFC KFC. Các bạn biết không, cái đó gọi là cái tiếng quen thuộc. Khi mà một trăm người Mỹ, người Việt Nam qua Mỹ á, thì khi mà 100.000 người Việt Nam qua bên Mỹ, các bạn biết không, khi mà họ đặt chân đến nước Mỹ á, thì họ được dẫn đi ăn cái bánh hamburger đầu tiên. Thì cái bánh hamburger đầu tiên họ dẫn đi ăn đó gọi là cái bánh McDonald's. Thì mỗi khi mà người Việt Nam thì họ đi ăn bánh hamburger đó, họ sẽ không gọi là cái bánh đó là hamburger, họ sẽ nói là ô đi ăn McDonald's không. Tức có nghĩa là người Việt Nam của mình đó, họ sẽ tự động biết là ồ đi ăn cái bánh hamburger. Nhưng mà nếu mà các bạn nói là ơi đi ăn hamburger không, thì họ sẽ biết các bạn là từ Việt Nam mới qua. Bây giờ các bạn đi ra đường, các bạn gặp người Việt Nam, các bạn hỏi ơi đi ăn McDonald's không, thì các bạn mới biết là người đó đã sống ở Mỹ. Giống như là ơi đi ăn KFC không, giống như là đi ăn KFC là ăn cái gì, đi ăn KFC là ăn cái gì. Nhưng mà đa số những người Việt Nam ở bên Mỹ á, ai cũng biết là ồ đi ăn KFC là đi ăn gà gán. Nhưng mà bây giờ các bạn hỏi họ là ơi đi ăn gà gán không, thì họ sẽ hỏi là ăn gà gán là ăn gì. Các bạn sẽ hỏi là đi ăn KFC không. Đó là các bạn hiểu, khi mà người Việt Nam mình qua Mỹ á, họ đã sống ở Mỹ rồi, họ quen gì, không phải là họ không biết nhưng mà họ quen gì, các bạn thấy không. Thì có cái câu chuyện này mình cũng muốn kể cho các bạn trước khi mình kết thúc video nha. Ok. Ngon, ăn không rỡ luôn á. Các bạn biết không, hồi ở bên Mỹ này á, ở bên Mỹ này nó khi mà các bạn đi đâu á, các bạn có thể dùng bằng lái xe hay là các bạn dùng cái ID của các bạn. Nếu mà các bạn biết lái xe thì các bạn dùng bằng lái xe, thì nếu mà các bạn không biết lái xe thì các bạn dùng cái giấy ID của các bạn, hay là các bạn có thể dùng thẻ xanh của các bạn. Thì những cái đó đều hợp lại để chứng minh các bạn tên gì, ở đâu. Thì khi mà các bạn ở Mỹ á, thì khi mà người ta hỏi ID á, ID á có nghĩa là các bạn sẽ đưa cái giấy chứng minh nhân dân của các bạn ra. Là tôi đi nha. Oh yeah. Ok, khi mà người ta hỏi các bạn là ID á, thì các bạn sẽ đưa giấy chứng minh nhân dân ra. Nếu mà các bạn quên cái giấy chứng minh nhân dân á, các bạn có thể đưa là cái thẻ trường học, hay là các bạn có thể đưa nói chung là cái nào mà nó có tên tuổi của các bạn là điều hợp pháp ở Mỹ, các bạn có thể đưa ra chứng minh. Thì có một lần mình đi về Việt Nam các bạn, mình chuyển tiền từ ngân hàng của Mỹ về ngân hàng Việt Nam, và mình đi ra ngân hàng Việt Nam rút tiền. Thì lúc này cái cô nhân viên ở trong ngân hàng Việt Nam á, cổ nói chuyện rất là láo các bạn. Cổ mới hỏi mình là cái ID của anh đâu. Thì lúc đó mình không có đem cái ID theo mà mình đem cái thẻ xanh của mình theo các bạn. Thì ở bên Mỹ mình đã xài cái thẻ xanh rồi, quen rồi. Thì bây giờ mình về Việt Nam mình không có đem theo cái ID, mình chỉ đem theo cái thẻ xanh của mình về thôi. Thì ở bên Mỹ này cái chuyện này rất bình thường, mình có thể đưa cho họ cái thẻ xanh hay là mình đưa cho họ cái ID, nó đều chứng minh là cái thân phận của mình. Ok. Thì mình mới đưa cái thẻ xanh cho cái cô nhân ngân hàng đó để mình rút tiền từ ngân hàng qua, tại mình gửi tiền từ ngân hàng bên Mỹ về ngân hàng Việt Nam. Thì cổ muốn chứng minh cái tên này là đúng của mình, họ cổ mới kêu mình đưa cái ID ra, có nghĩa là đưa giấy chứng minh nhân dân ra. Thì mình không có giấy chứng minh nhân dân, thì mình có cái thẻ xanh, thì mình sẽ đưa cái thẻ xanh ra. Nhưng mà cổ mới nói mình là em muốn cái ID của anh, cái ID của Mỹ của anh á. Cái mình mới đưa thẻ xanh ra, mình nói đây là cái ID nè. Cái cổ mới nói chuyện rất là láo bạn, cổ mới nói là không phải cái ID này, cái ID kia kìa, cái ID kia kìa. Cái mình mới nói cái ID nào, bây giờ em muốn cái ID nào. Cái cổ mới nạt lên mình các bạn. Cổ nói anh nó từ Mỹ về mà anh không biết cái ID là cái gì nữa hả. Cái mình mới nói cổ, ủa vậy em muốn ID là cái nào. Thì cổ mới nói là cái ID đó là cái bằng lái xe của anh để chứng minh tên tuổi nhà của anh á. Cái mình mới nói là thì cái thẻ xanh này cũng được, cũng là gọi cái ID thôi. Cái mình mới nói, cổ nói trời anh ở Mỹ về mà anh không có biết gì. Cái mình rất là bực các bạn. Cái mình mới dặn nhau của mình đấy. Em lại đây anh nói cho em nghe cái này, ok. Em lại đây em nói cho anh nghe, anh nói cho em nghe cái này, ok. Ở cái ID á, em biết cái ID là cái gì không? Cái ID á là cái giấy chứng minh nhân dân. Ok. Ở bên Mỹ á, em có thể xài cái bằng lái xe cũng được gọi là ID nè.
cái ID cũng được gọi là cái ID nè, cái thẻ xanh cũng gọi là cái ID nè, đó không, cái hộ chiếu của em cũng được xài là cái ID nè. Nói chung là những cái gì mà nó chứng minh được tên tuổi địa chỉ của em thì nó gọi chung là ID, không? Bây giờ anh về Việt Nam anh đưa cái thẻ xanh cho em cũng gọi là cái ID nữa, em có hiểu không? Cái mình mới nói là bây giờ anh không nói chuyện với em nữa, em kêu ship của em ra nói chuyện với anh thì ok. Cái nhỏ này nó mặt nó tái lên bạn. Cái ông ship nó ông mới từ vô trong phòng chạy ra, ông nói ồ anh ơi anh có chuyện gì với anh. Cái mình mới nói với ông ship á, anh á, anh phải dạy cái nhân viên của anh lại ok. Tôi ở Mỹ về, tôi gửi tiền vô ngân hàng của anh. Bây giờ tôi tới đi rút tiền. Bây giờ cổ kêu tôi đưa cái ID ra thì tôi đã đưa cái ID ra rồi. Ở bên Mỹ này tôi làm lúc nào tôi cũng đưa cái này ra, ở bên Mỹ họ chấp nhận được, tại sao bên Việt Nam họ không chấp nhận được? Thì cái anh nhân viên là anh mới nói ôi em xin lỗi nha, tại vì con nhỏ nó mới làm ngày đầu tiên anh ơi, em xin lỗi, hay là anh vô phòng anh ngồi anh uống trà đi để em rút tiền em đưa cho anh nha. Thì bữa đó mình rút có 100 triệu chứ nhiêu mà nó làm khó mình các bạn. Đúng không? Tưởng là 1 tỷ bạc mình bữa đó. Đó. Bữa đó mình cũng có 100 triệu thôi chứ cái, tại vì các bạn biết không, tại vì 100 triệu là cái số tiền lớn mình không có thể đem như người được, mình phải chuyển từ ngân hàng này về ngân hàng kia. Dĩ nhiên là mình phải ra ngân hàng rút rồi. Mà cái con nhỏ ngân hàng này nó đòi mình đưa cái ID là cái bằng lái xe của mình, nó mới cho mình rút tiền bạn. Thì bây giờ mình về Việt Nam mà dĩ nhiên là mình không có đem cái bằng lái xe về rồi, nhưng mà mình có đem cái thẻ xanh của mình về. Cái thẻ xanh nó cũng là ID thôi. Mà nó không chịu các bạn. Nó mới nói mình là anh ở Mỹ mà anh không có biết ID là cái gì. Ôi trời ơi, tôi ở Mỹ mà tôi không biết, chẳng lẽ tôi ở Việt Nam tôi không biết ở Mỹ là cái gì. Các bạn biết không, mình đi Mỹ á, mình ở Mỹ mình đi ra ngân hàng á, cái tụi nó hỏi là anh có ID không, thì bữa đó mình không có cái bằng lái xe mình sẽ lấy cái thẻ xanh mình đưa cho nó cũng chịu nữa. Mà bữa đó mình không có cái thẻ xanh mình lấy cái hộ chiếu mình đưa cho nó cũng chịu nữa, miễn là cái giấy tờ đó là hợp pháp, cái hộ chiếu hợp pháp, cái thẻ xanh hợp pháp. Thì cái đó là cái câu chuyện các bạn hiểu không? Thì cái cô nhân viên này cổ mới bị ship cổ le, cổ nói là em phải ra xin lỗi cái anh đó. Cái cô đó cổ mới ra cổ xin lỗi mình, cái cổ mới bưng ly trà các bạn. Nói, em xin lỗi anh nha, tại vì em không biết ở bên Mỹ nó xài như vậy. Cái mình mới nói với cổ là em biết không, em ra đời á, em làm ở trong ngân hàng đó là em gặp rất là nhiều khách nước ngoài mà em không chịu cái nâng cao cái kiến thức của em lên, ok. Bữa nay á coi như là một cái bài học đầu đời cho em, ok. Cái cậu nói là dạ em biết rồi, em xin lỗi anh rất là nhiều, mời anh uống ly trà. Thì cái đó là một câu chuyện rất là đáng để cho các bạn học, các bạn thấy không? Tại vì giống như là cái cô này, cái ý cậu nói là mình ở Mỹ mà mình không biết cái ID của Mỹ nó ra làm sao hả? Nó thật sự với các bạn, người Mỹ họ rất là dễ. Họ không nhất thiết là chỉ phải xài một cái đó là cái ID. Họ có thể xài nhiều cái ID, miễn là cái ID đó là cái giấy tờ hợp pháp, ok, là được. Không nhất thiết là cái ID là phải cái đó, có thể là cái đó nữa, ok. Khi mà các bạn đi làm giấy tờ á, thì nếu mà các bạn đem theo mà các bạn quên á, thì các bạn có thể dùng đại dụng được, các bạn có thể dùng giấy ngân hàng cũng được, hay là gì cũng được. Đó chính là cái lý do mà cái cô này cô đứng từ sáng tới giờ cô không cho mình rút tiền các bạn. Cô cứ nói là em cần cái ID của anh mà anh không có cái ID. Thì mình đã đưa cho cổ rồi mà cổ không hiểu các bạn. Cổ rồi còn nói ngược lại với mình là anh ở Mỹ về mà anh không biết gì. Ôi trời ơi trời. Nên tôi cũng có 100 triệu mà sao mà phiền quá trời. Bây giờ đi kết thúc video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình.